chín á chơi chú. Đó, để em đợi nó mới đi về. Đợi bao nhiêu? Đợi 7 năm rồi mới chạy có 40. Cái tấm đó là em chụp ngày tháng đó anh, để mình nhớ anh. Tại em sợ rằng là anh sẽ không nhớ đó. Dạ thôi, dạ thôi, đi dành chưa thắng. Không một chụp không. Cái này ta có còn thế được cần đâu. Có không? Ở trên đây có cây kéo, trên đây có cây kéo. Dạ có. Không cần đâu, không cần, mình cắt lỗ nhỏ mình cầm mình uống được rồi. Trời ơi, không cần lỗ bu vậy đâu. Anh uống ngay gốc cho hết trơn nha anh. Anh để. Giờ ngay gốc uống cho sạch đi anh, để thấy nó đổ. Cảm nhận có mùi tâm. Có đứa nách cũng vui. Dạ. Kiểm dạo đó, tập dạo đó. Rồi sao, tạm biệt nhau chưa? Quá trời luôn rồi. Bon ơi. Để ăn cơm ngủ gì, giúp cụ ăn được bữa cơm nào á. Ừ. Cứ chú Thiếm cứ lên đây cứ ghé con rồi. Có một cái phòng riêng luôn, cứ yên tâm. Trời, cái này nó đi nhiều chuyện lắm. Dạ, để thôi, cái đó công việc của anh. Hôm nay bắt đầu đi tới thằng Bình, anh ấy nổi về cho nó nhiều. Dạ, cái này. Dạ, cái này. Dạ, cái này không kịp nữa. Hôm nào cứ ghé con chơi. Rồi, rồi. Hậu mấy hôm, mấy bữa. Rồi, bắt tay đi chứ Thắng. Dạ, chào tạm biệt, dạ, cưng cưng. Ừ, chào, bao nhiêu năm rồi. Cứ nhớ cái câu xin đi bồ ha. Mình xin cho bà rồi. Nếu có kì mình đi xuống dưới cái gì đồng tháp ăn cơm á. Dạ. Kìa bịch xăm của bố kìa, bố nhận bịch xăm kìa. Hai chú cháu đi ra cầu Mỹ Thuận. Ừ. Ừ, nó đi. Đi giữa đường có mệt cắt uống nha chú. Dạ. Lúc đó là Vũ mình đi cái spa cho chú đi cái chô xin đi bộ. Chô xin vô. Nhớ hoài luôn. Dép này, dép màu đen của anh nè, anh tìm ra nữa. Không mà chạy thì dưới quê lên được có cái móc không, có móc nhìn Dũng đối xử với anh trong đức của anh Thắng mình mà tập vô cái đạo làm gói mình đứng dưới vậy không thể luôn á, không đi ai nói chơi cha con không à, nói gì cháu đúng hơn con. Vậy thôi, bye bye. Thôi, dạ. Chú Tiếm ghé, con chơi, ngủ nghỉ. Dạ. Trời ơi, coi dành ca nữa.
Dạ. Dạ. Nói đi, nó đi chung với bà Hồng chung chơi nè.